Hello, con đang đi trên đường đến nhà thờ. Mọi sự rất là vắng, vô cùng là vắng. Đây. Ô tô chỉ có thế thôi. Còn bố mẹ cả thấy cái cây ở trên vệ đường. Ở đây chỉ toàn những cái cây như thế, mà không biết đấy là cây gì. Đây. Kia là núi, đây là các cửa hàng. Nhưng là vì chủ nhật thế nên là đóng cửa hết. Bây giờ hiện tại ở đây là 8 độ. Nhưng mà con đang mặc thế này. Nhưng mà con đang đoát tắt mồ hôi. Chỗ này thì không đẹp lắm. Thế nên là con sẽ dừng lại và lúc nào đến nhà thờ thì con sẽ quay tiếp. Đường phố nó chỉ vắng thế này thôi. Ở đây là chủ nhật, các ngày thường còn vắng hơn. Video clip sẽ dừng lại ở đây. Để rồi con sẽ quay tiếp. Đây là cửa hàng tiện lợi. Không phải tiện lợi mà là cửa hàng mua kiểu siêu thị nhỏ nhỏ. Có một cái cửa hàng nó tên là Boutique du Phước. Không, nó nhưng mà nó lại tiếng tàu. Không hiểu có phải. Video clip này sẽ rất chán vì con mới đi trên đường thôi. Nhưng là con muốn cho bố mẹ xem đường phố. Chắc là đây là một kiểu trung tâm thành phố rồi. Con đoán thế. Để McDonald's. Đây là cửa hàng bánh ngọt. Đại loại là đến nơi. Bây giờ mới hết nắng đây. Không phải hết nắng mà đi vào chỗ này là tài nhàn nó to. Chỗ này thì đẹp hơn một tí. Đến nhà thờ rồi, nếu con không đồng. Đây là tháp nhà thờ. Chỗ này như kiểu một cái sân rất là to. Con chưa bao giờ nhìn đây. Hôm qua con đến đây rồi con dừng lại. Theo tôi mừng rẽ nhưng mà không phải mừng rẽ.
Con chưa biết đi đường ngoài hờ là đường nào. Nhưng ở đây đại loại là rất đẹp. Cứ đi bừa vào đây xem nào. Cửa hàng ăn là thứ bảy chủ nhật mở cửa, còn hầu hết các cửa hàng bán đồ đạc thì đều như đây là bán nhà, bán nhà hay sao ấy. Vậy nhìn thấy không, khoảng 460 tầm, có nhà trên núi thì hơn một tầm 1.2 triệu franc, có nhà thì 500.000 franc. Làm sao mà con đi vào được nhà thờ đây? Lần đầu tiên đi đường này. À, here. Ở đây nó lát cái gạch này hết tất cả các đường. Mà hình như là không mở cửa. Hình như đây là giờ lễ. Chỉ có lễ tiếng Pháp thôi. Samedi là thứ bảy, chủ nhật lễ 11 giờ. Có lễ 9 rưỡi, 11 giờ và 5 rưỡi. Dominican không hiểu là gì. Thứ hai và thứ ba 8 rưỡi. Nói chung là đã hiểu chả hiểu gì. Về nhà đã quay rồi nên về nhà sẽ lấy từ điển ra cha. Đây là hình như là cửa sau, mình không thấy mở. Nhà thờ này cũng rất là nhỏ. Hình như đây là tượng mẹ đi viếng Ma Thánh Xavê. Con chả biết vào nhà thờ như thế nào. Đi hết một vòng rồi vẫn chưa thấy cửa.
Đây là nhà các cha ở. Cửa đóng rồi, không mở được. Hình như là vì cửa đóng thế nên là không thể vào được. Phải có giờ mới được vào. Yeah. Thì có thể thôi. Phải có giờ mới được vào. Thế là hết rồi. Con sẽ đi lòng vòng ở đây một lúc nữa. À, thì xong rồi con cho bố mẹ xem cái cây này này. Đấy, đầy gần đây mà nó chỉ trồng cái cây ở đâu cũng có. Thế dù chỉ có thế thôi. Con đi lòng vòng đây. Bye bye. See you.